Xeo rỗ điều trị sau 60 phút có hết ngay hay không? Dạo gần đây bác sĩ Thảo hay xem những cái quảng cáo trên mạng xã hội, những cái clip được truyền tải. Mình thấy có những cái quảng cáo về máy móc bắn tạch 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 thì hoàn toàn xóa sẹo rỗ sau một liệu trình và chỉ 60 phút. Thì liệu điều đó có đúng hay không? Các bạn hãy cùng tìm hiểu nha. Về bản chất, sẹo rỗ nó là một cái lỗ lũng trên bề mặt da xảy ra sau khi chúng ta bị viêm mụn một thời gian khá là dài. Thì các bạn hãy hình dung rằng khi chúng ta bị mụn viêm, tức là có mủ, có sưng đỏ, và sau khi lành bao giờ nó cũng bị lõm xuống một tí, là bởi vì quá trình viêm đã làm tiêu hủy cái tế bào tại chỗ, cái mô tế bào tại chỗ, cho nên là chúng ta mới bị cái sẹo lõm. Như vậy hãy hình dung đơn giản là chúng ta đang bị mất một miếng thịt. Và để điều trị sẹo rỗ đúng nguyên tắc thì chúng ta phải bù lại miếng thịt đã mất đó, có đúng không? Cho nên là có rất là nhiều phương pháp người ta được áp dụng ra để mục tiêu rằng kích thích cái tế bào hiện cái còn lại đó, tế bào sẹo tại chỗ đó, nó sinh ra những cái tế bào mới để có thể lấp đầy được cái sẹo rỗ, độ sâu của cái sẹo rỗ đó. Như vậy thì nó cần phải có thời gian thì tế bào mới sinh ra được, chứ không cái da thịt mình đó, nó không thể nào chỉ 1 tiếng 1 giây hay bao nhiêu đó nó có thể sinh ra được bao nhiêu lượng tế bào để có thể bù lại được một lỗ lũng. Cho nên các bạn hãy hình dung cơ chế ban đầu. Cho nên cái việc là bắn laser xong là ngay lập tức nó xóa cái sẹo rỗ và sang phẳng ngay lập tức thì hoàn toàn không thể xảy ra các bạn nha. Ngay cả thậm mình điều trị tác động bằng những cái laser như là fractional CO2, fractional ERF, TCA, cắt đáy sẹo, rồi tiêm HA này nọ. Tức là mục tiêu là luôn luôn để kích thích cái sự tổn thương, sau đó là tế bào sẽ tăng sinh trở lại. Thì qua rất nhiều lần tác động, trải qua thời gian có thể 1 năm, 2 năm thì các bạn mới có thể đạt được 70 đến 80% độ lấp đầy của sẹo rỗ, và không thể là 100%. Ha. Cho nên là các bạn đừng hình dung 60 phút mà có thể nào sang phẳng được cái sẹo rỗ được cả. Nhìn thấy cái quảng cáo đó là biết nó không đúng rồi, đơn giản đúng không?